À, tay á, để ba thêm tay nè. Không như nó ra thêm tay nè. Tay nè, tay chuyền nhiều quá. Tao tay đây đúng không? Tao đi đâu đúng không? Bi ơi, tay mình có mắc xa đây là hết xương. Tay đây cho ba. Thấy chuyên gì nữa nè, ngoan ngoan ngoan. Cái này nè, này là ba miếng năm đấy nhá, hả? Miếng năm đấy nhá, năm này ba này tư ấm này ba lâu người nhá, nhá, ba lâu người ba thấy mỉm đấy nhá. Năm chơi ba nhá, nha, năm đấy nhá. À, tay á, để ba thêm tay nè. Không như nó ra thêm tay nè. Tay nè, tay chuyền nhiều quá. Tao tay đây đúng không? Tao đi đâu đúng không? Và con nằm này nhá. Con nằm này nhá, bán lên được nhá. Đưa bên kia đấy, anh nghe cái này để đây. Anh đi cho này. Cái này để tí nữa có thể chuyển. Ngủ à? Con nằm à? Ừ. Em ấy để anh lau con người cho nó tí nữa. Thế anh cứ lau cho bạn lát em cảm chuyển đi. Em có kéo sẵn đấy đi tí nữa đấy. Đâu rồi con đi cho bà? Đi đâu đây? Đi nằm xuống. Bắt đầu khỏe rồi đó. Thì mà tỉnh hôm nay thì em sẽ chuyển ít đây nhé. Ừ, lấy chuyển vừa vừa đó. Chuyện vừa đó, nào, đi nằm đấy đi nhá. Cái bá nhá, thấy chưa? Làm đấy nhá, để cho bá nhá. Bá đi lấy nước nhá, thấy chưa? Làm đấy. Cô bé nhá. Hey, cô bé, cô bé bị. Cô bé đi cho ba lấy nước nhá. Cô bé lấy nước, nước lâu rồi con. À không, lắc lắc, cứ để vô để cô lấy cho. Để em này đấy, để cùng bác sĩ chăm sóc tận tình chú đáo thế đấy, nhớ nha, rồi, rồi, để bác cười quần áo ra nào. Nha, mình nhớ nha. Cô lên đường mình lau người nhé, lau con người nhé, phải ăn sáng cái gì đấy nhé, thấy chưa? Này mọi người xem này, mình bổ bi này, đây này, đây, bi hôm nay ổn hơn rất nhiều nhé, ngủ phải cào lông này, tay bi này, bi ơi, bi, này chào mọi người đi kìa, chào buổi sáng mọi người đi, cảm ơn nhé. Hôm nay trông tươi tỉnh hơn. Hôm nay rất nghèo nhỉ. Thank you.
Dưới bọn em có bán khăn không nhỉ? Khăn bọn em chỉ bán khăn lau, nó có là cứng này nó, nhưng mà lau khăn nó hơi cứng ấy. Lau lại anh lót cho nó làm không? À anh lót cho bạn ấy nằm á? Ừ. Thì để bọn em lấy thêm khăn bọn em lên thôi. Có như cái khăn chanh này được không ạ? Ừ, khăn chanh được. Thì để em lấy thêm khăn chanh cho anh thêm một cái khăn chanh. Mình nằm lên bao lâu mà này nhá. Nhanh nhanh khỏe về. Nay trông tươi nhỉ? Trông tươi hơn mọi ngày hôm qua, buồn đấy, thật buồn. Thì sưng. Thay tin lấy ven bên kia đi. Cắm nhé này chứ à. Mà cắm này lấy mẹ lại đau lắm con ạ. Lấy mẹ lại đau lắm. Lấy mắt sao nó tí là sẽ xuống. Để cho nó nấu lên đây tí. Con này. Ừ. Đặt khăn này mà nó. Bình thường ngày thay mấy cái bỉm ấy? Này khi nào tùy hôm. Hôm ấy thì 4-5 chiếc này. Hôm thì nhiều thì chắc có hình như chục chiếc. Kiểu các bạn ấy bé chưa ý thức được cái việc đi vệ sinh ấy. Em bé sơ sinh của mình ấy. Ừ. Nên cứ đi vệ sinh thái là mình phải thái. Hoặc là 5 lít. Đảm bảo cái nào cũng bị khô thôi. Chồi chồi đấy nó phải khô, khô ráo. Đây đây, có bác xa ở đây. Thích nhá. Đấy, đây là mặt bộ này. Đẹp á, đẹp á, không kiểm tra đâu. Thôi con, ba em dán là buổi lát nữa xong. Gần một năm nay đấy ạ. Mặc bỉm gần năm nay đấy ạ. Đây, cái tay cô mất sáng. Nào, không được như thế, đi được như thế. Ở nhà nhiều lúc bướng không ạ? Nhiều lúc nói không nghe không? Có, không có những lúc nói không nghe nhưng mà bạn em thuộc chẳng ngoan. Cố lắm, không biết giúp đỡ. Đi vào trong với ba chưa? Việc đi lấy đồ rồi, mở tủ lạnh lấy đồ lên để nấu ăn rồi. Mình biết luộc cả khoai tây rồi. Ôi à? Nhỏ thế này nhưng giỏi lắm. Đây có mắt xa đây. Có mắt xa đây, mắt xa tay nha. Chắc là cái bên này thì em sẽ em chuyển nó hôm nay, em sẽ tháo cho mình nhé. Em cùng theo dõi thêm đi ở nhà giúp em. Nếu mà ăn uống tốt rồi thì biết nữa không tại nhà. Anh đi từ gì anh phải truyền thêm mấy. Tại vì mất sức mà. Mất ngứa cho nên là sẽ truyền nhanh hồi phục. Được cái thì bạn cũng tự ăn uống được ấy. Nên nó cũng tự truyền đạt được năng lượng cho bản thân ấy. À ừ, cô biết rồi, cô biết rồi. À ừ, thế à. Sao hả? Sao? Ừ, bạn nhé. Em là quê ở đâu? Em quê ở Hòa Bình. À Hòa Bình, trường ở Hòa Bình. Con mình đấy. Hòa Bình. Em ở Yên Thủy thôi. Yên Thủy. À, bàn tay còn trước. Bàn tay này còn trước. Tay này còn trước phải đau. Đấy. Này ngoan chưa? Nhẹ nhẹ thôi nhá. Rồi, không đau đâu. Rồi. Đau đâu rồi, đau. Rồi.
Ôi giời, giật mình à? Giật mình. À, không ra đâu. Nó cắn đi đâu. Cái này là không được cắn. Đi nha. Ra đây, ra đây. Như đi ông Bi thì mà lớn thì mắc là thì bao nhiêu cân? À, to. Tầm 8 đến 10 cân. Đi thôi. À, Bi đứng đây nào. Bi đứng đây nào. Từ hôm tiêm thì Bi nó hay bị giật giật sợ. Sợ, đúng rồi. Tiêm ở đây. À, Bi đứng đây nha. Thấy không? Vấn đề nào? Mình không kể đấy. Thế anh cho ăn qua với em một chút nhé. Ăn ít không phải ăn nhiều lắm. Nhân gì nữa? Cái này. Đấy, đứng nó gửi đây nhé. Để tí nó có chuyện hoặc thì đi về mà. Hả? Mắn nhá. Mắn nhá. Nhìn xoài nhá. À, đi ngồi dậy đi, ngồi dậy ba cắt xoài nhá. Hả? Ngồi dậy. Ngồi dậy ba cắt xoài nhá. Mấy hôm nay chắc con xoài rất mình lên tí ghé. Hả? Dạ. Ờ. Ba biết rồi, ba biết rồi. Bí ngồi xuống, bí ngồi xuống đấy. Ngồi xuống đấy, ba cắt đấy. Mọi người này Bi bắt đầu có cảm giác đói đấy nhá. Đấy. À, Bi ngồi đây, Bi ngồi đây. Ngồi đây đấy. Đây. Mọi người ơi, Bi này, Bi anh cần được thèm ăn đây mọi người này. Giỏi quá nha. Giỏi lắm. Ngồi đi mà. Ăn một ít một, bác sĩ bảo ăn một ít một toán nhé. Ăn ngồi xoài thôi nhé. Ăn con tay bẩn rồi. Ăn cái tuổi rồi. Mình sớm thì vỏ không đi làm gì nhé. Đấy, cắt nó lắm. Thì yêu cầu Bi không ăn được cùng một lúc xin nhở nha. Ngon không? Ngon nhé. Hi.
Ôi giời, ngon chưa? Xíu cũng ngon luôn nha. Bạn làm thử đây nào. Đây, con gì kia? Đây, con làm ngon này. Đây, cái đầu to lên tí này. Còn chuyên thuốc nha. Hôm nay khỏe rồi, con này chỉ chuyên một ít thôi. Để bà thâm đi đông đông nhé. Nếu mà bạn đã ăn được rồi thì em đã không truyền đường đâu anh nhé. À không truyền đường, truyền đường này em chỉ truyền nước để bù có sự mất nước của bạn thôi. Mình nấu cơm cho ba chứ nhỉ? Nấu cơm, giặt đồ. Mai muốn mấy thế nào đi chợ được đấy? Được việc phép anh nhỉ? Đi mong đứa mẹ nuôi đến trăm mấy hôm mà còn đi mua thuốc, mẹ ôm hơi ốm. Ngon thế. Không phải dây nhá, là có thả. Thì nó ở luôn. Không được. Lát nữa đặt xong là có thể tháo cho em nhỉ. Đấy, hết chân rồi nhỉ. Đau quá nhé. Lát chất lên rút nhé. Chân mong ngồi. Mượn chắc là 40 chất lên. Ok. Có gì thì gọi em. Thank you.
Thank you.